Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, chương 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng, thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất. Thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển, còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng đều tùy theo loại, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sinh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất,
Phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Chương 2. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cánh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bi-sôn. Ngã đó chảy quanh xứ Ha-vi-la là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Chương 3. Và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói cùng người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lúc chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi:
ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Chương 15. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng
họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó, người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Chương 16. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng vì ta về cùng cha, thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng: Ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi: các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi,
các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu, vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ Thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi Thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Thi Thiên 132. Đức Giê-hô-va ôi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của người. Thế nào người thề cùng Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với đấng toàn năng của Gia-cốp: Tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên giường tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ở cho đấng toàn năng của Gia-cốp. Kìa, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ê-phơ-rát, có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a. Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, thờ lại trước bệ chân Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, với hòm về sự năng lực Ngài. Nguyện Thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa reo mừng. Vì cớ David là kẻ tôi tớ Chúa, xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu sức dầu của Chúa. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng: Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sinh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời. Ta sẽ ngủ ở đây vì ta có ước ao như thế. Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê. Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho Thầy tế lễ thành ấy, và các thánh nó sẽ reo mừng. Tại đó, ta sẽ khiến sừng David đâm chồi. Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người, còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh
ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.